bà Anthony thuê người dùng thuốc gây ảo giác để giành lại cháu trai khỏi tay Gabriella và nghe thấy những điều không tồn tại. Cộng thêm những tiếng nói và tác động con người, cô ta sẽ không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là tưởng tượng nữa. Cô ấy sẽ giúp chúng ta chứng minh được Gabriella đã bị điên. Như vậy, cô sẽ nghiễm nhiên có quyền nuôi cháu. Không chỉ vậy đâu, hơn nữa, tôi sẽ có lại được Alejandro. Sao lại chói tôi chứ? Gabriella có thoát được kiếp nạn này? Câu trả lời sẽ có trong bộ phim Người đàn bà ẩn danh phát sóng 17:30 trên kênh TTV. Cuộc chiến khốc liệt nơi cung cấm. Cô ta đã là hoàng hậu đại thanh cao cao tại thượng. Vậy còn hoàng thượng, trong mắt chỉ có cô ta thôi. Điều này sao có thể nhịn? Sự trả thù thâm độc. Ngụy Anh Lạc định mưu hại Du Quý Nhân, giết ngay tại chỗ. Nhìn xem đôi tay tinh tế của ngươi, giờ lại trở nên thô ráp như vậy rồi. Nương nương. Khi tình yêu không được quyền lựa chọn, xin được chỉ hôn, phải tuân theo ý chỉ của Thánh Thượng. Cưới cháu gái của hình bộ thượng thư Lai Bảo, ta sẽ lấy nhĩ tình. Đây là thứ cô tặng cho ta. Bây giờ ta trả lại cho cô. Người chia cắt bọn muội là ai? Là Càn Long. Chủ động từ bỏ muội là ai? Là Phú Sát Phó Hằng. Tìm muội đau quá, muội khó chịu lắm, ta biết mà. Họ phải sống trong chốn hậu cung ra sao? Mời quý vị đón xem siêu phẩm cung đấu đình đám nhất năm 2018, Diên Hy Công Lược, phát sóng 20:30, bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 trên kênh TTV. Cuộc chiến đến hồi kết. Tao căm thù mày. Tao thề là tất cả tụi mày sẽ đền tội. Tao muốn hủy hoại cuộc đời mày, em gái của mày và cả ông già mày nữa. Chính ông đã giết mẹ tôi, chính ông đã hại gia đình tôi tan nát cho gì nữa. Chính ông. Âm mưu thù hận liệu có được hóa giải? Đón xem diễn biến cuối Lạc Lối 21:35 các ngày trong tuần trên TTV.